Cảm ơn em nhiều. Hello, xin chào các bạn nhé. Chúc các bạn đầu tuần vui vẻ. Tôi đã trở về rồi đây. Tôi về từ hôm qua rồi, nhưng mà hôm nay tôi bắt đầu tôi quay lại làm, và từ đến cuối tháng là tôi sẽ phải cắm mặt vào tôi làm. Tôi được nghỉ thêm khoảng 2 buổi nữa trong buổi tháng, à trong tháng này. Nhưng mà chắc là thôi. Dạo này nghỉ nhiều quá rồi không ạ? Anh nỡ 3 năm sau bỏ tụi em sao? Thông tin ở đâu ra đây? Tôi làm năm 70 tuổi mà các bạn, còn khoảng 40 năm nữa mà. Các ông đừng nghe tin đồn vớ vẩn thất thiệt. Các ông chỉ tin những gì mà nói từ mồm tôi ra thôi, chứ đừng bao giờ tin đọc báo xong rồi giật tít le xong rồi các thứ. Mẹ mà sao cái cốc của nó chắc kinh thế nhở? Nếu thì dùng một năm đã bong mẹ hết như này rồi, sao bán ai mua? Cú vậy đấy. Mồm anh nói á, mồm tôi nói là 40 năm, 30 mấy năm nữa cơ mà. Mồm tôi nói đéo gì. À, tôi nhớ rồi. Hôm trước con Linh nó qua nhà tôi chơi, xong rồi nó có làm một cái clip gì đấy về hỏi trả lời. Đúng. Hôm nay tôi có bốc phét với nó là 3 năm nữa tôi nghỉ. Thế bây giờ tôi bảo này, các ông tin tôi hay là các ông tin con Linh? Đấy, tôi nói chuyện với cả các ông tin hơn hay là tôi nói chuyện với cả các Linh, các ông tin hơn? Đấy, câu chuyện nó là như thế. Nếu như các ông tin tôi thì 40 năm nữa tôi mới nghỉ, còn nếu như các ông tin Linh ấy thì 40 năm nữa tôi mới nghỉ. Đấy, nó khác nhau ở chỗ đấy các bạn. Yên tâm, nói là làm các bạn. Mẹ em chơi đám cười say vãi lìn không ạ? Thề mẹ, mấy hôm bị mấy trận rượu dã man thật, uống bạc mẽ cả mặt luôn. Để các bạn nhìn này, cái thân xác của tôi trông nó có tàn tạ hay không, sợ vãi đái luôn. Tí nữa xem, tí nữa anh em mình cùng nhau ngồi xem với cả cùng nhau phân tích các kiểu xem nói gì. Hôm nay nó đúng rồi, hôm nay nó qua nhà tôi ngồi ăn bánh cuốn đấy. Hôm trước anh em mình có xem clip rồi đúng không? Qua nhà tôi ngồi ăn bánh cuốn, sau đấy là nó có ngồi nó ngứa mồm, nó hỏi tôi mấy câu đấy, xong tôi có trả lời. Đúng, hợp lý. Tí nữa ngồi xem. Anh bốc phét nhiều quá sau này bị khâu mồm đấy. Ui sợ thế. Ui giời ơi, không, tôi thấy ở trên group có ông nào post cái ảnh mẹ tôi mặc vest với cả kẹp nách cái túi lên, không phải đấy là tôi lấy của thằng Bụt các bạn. Tí nữa tôi cho các bạn xem clip. Tôi thấy có một cái kênh đéo gì quay clip tôi ở bên ngoài khách sạn mà. Tôi lâu lắm rồi tôi không mặc vest ấy. Có lẽ là chắc là phải từ cái hồi mà hai vợ chồng tôi cưới nhau đến tận bây giờ. Đéo mặc vest đâu các bạn ạ. Tại vì tôi mặc vest trông buồn cười lắm, trông nó bị ngu si đần độn đấy các bạn. Chả bao giờ thấy anh uống cà phê á. Tôi có uống các bạn. Tôi ra quán cà phê tôi uống sữa chua đánh đá, với cả là tôi uống trà gừng. Đấy. Cà phê thì ngày xưa tôi thích uống nâu đá lắm, nâu đá mà cho nhiều sữa. Nhưng mà tôi uống và hay bị say các bạn. Có bạn nào uống cà phê bị bùn rủn ra tay không? Mặc dù các bạn ăn no vãi lìn rồi vẫn bị bùn rủn ra tay không? Mà cảm giác say cà phê nó khó chịu lắm không ạ? Đéo làm được một cái gì cả. Nó bùn rủn người, xong rồi bùn rủn cả não luôn đấy các bạn. Đéo suy nghĩ được cái gì cả. Nó gọi là bạc xỉu à? Không, ở trên ở Hà Nội bọn tôi gọi là cà phê đá các bạn. Cà phê sữa đá. Nâu đá nhỉ, bọn tôi gọi là nâu đá. Thích uống lắm nhưng mà mỗi lần tôi uống tôi bị say à, nên tôi không thích lắm. Hôm nay ngồi cóp lại mấy cái ảnh thì vừa thấy lại cái ảnh mà hôm ngồi với cả thằng Văn Toàn. Ui, hôm đấy say vãi cả lìn nữa không ạ. Hôm trước tôi chưa cho các ông xem cái ảnh này đúng không? Say thật. Nhìn lại cái ảnh này mới nhớ là hôm đấy say như nào đây. Tôi ra, nó buồn cười vậy đái luôn các ông ạ. Hôm trước thì tôi ở một cái khách sạn khác, thì tôi nhớ hôm đấy say lắm rồi. Thằng Toàn nó đưa ra cho tôi cái quán này hai anh em đi ăn, mà tôi đéo nhớ tên cơ. Xong rồi là hôm mà bọn tôi đi cưới xe me về, sau đấy là về khách sạn. Đây là ở chỗ Nguyễn Trãi ở trong Sài Gòn. Thì mọi người lại vào đúng cái quán này ăn đêm. Cái quán này lại cách có mấy nhà cái chỗ khách sạn của bọn tôi đây. Hóa ra quán tên là Dìn Ký. Úi giời ơi, đéo phải quảng cáo gì đâu, nhưng mà ngồi quán này ăn được các bạn, ăn cũng được. Được cốc trà gừng này nó chất lượng. Đây là bọn tôi hôm đi ra sân bay. Ra sân bay thì cũng đéo có gì cả. Anh em tôi chỉ ngồi ăn thôi. Này, nhìn mấy thằng lì này ăn ngon đã lên. Bọn tôi thì hôm đấy mấy giờ bay ấy nhỉ? 11 giờ bay. Đéo hiểu thằng nào đặt vé 11 giờ sáng ấy, nó là cái giờ ương ương vậy đấy, kiểu đi nó cũng bị tắc đường ấy. Hôm ấy đi ra sân bay còn bị tắc đường ở cổng Nhật Tân cơ, có tai nạn. Mà bình thường vợ chồng tôi hay bay ấy là ví dụ bay mẹ lúc 6 giờ sáng hay 7 giờ sáng đi. Sờ chim xong cái là mẹ nhảy lên taxi ra sân bay luôn thì nó tiện đường. Mẹ đặt 11 giờ sáng thì thôi tôi đặt theo để đi cho nó đi hợp lý. Đi cùng team cho nó vui. Uầy. Ăn phở còn đỡ, mẹ sáng ra đéo hiểu sao ăn bún chả đau bụng chết mẹ luôn. Vợ tôi nhá, đẻ xong ăn khỏe vãi đái luôn công ạ. Trời ơi, nói ra thì kiểu hơi ngại nhưng mà thực sự vợ tôi ăn khỏe vãi đái luôn. Đéo là cũng phải ăn kiểu một cái bánh mì với cả một bát phở ạ.
Hôm trước vào bánh mì Piu Piu chơi, vợ tôi chơi quả một đĩa xôi với cả hai cái bánh mì. Ui, em đỉnh vãi đái luôn. Đây là lên máy bay, mẹ lần này đặt máy bay đen vãi lìn các ông ạ. Ngồi đúng cái cửa thoát hiểm, các ông biết cái cửa thoát hiểm nó bị nó khó chịu cái gì không? Các ông đéo nghe ả ghế ra đằng sau để ngủ được. Cay vãi đái, thế là một tiếng rưỡi bay tôi toàn bổ củi thôi, vợ tôi cứ ngồi cười tôi. Cú vãi đái, bình thường nhá, cái ghế nó ngả đằng sau được đúng không? Kiểu như này này. Anh em lúc nào cất cánh ấy thì vào được ngả phát ghế ra. Đấy. Kiểu như thế, nhưng mà ngồi đúng cái cửa thoát hiểm này các ông lần sau né ra nhá. Nếu như có đi sân bay nhớ hỏi. Kiểu gì người ta cũng hỏi trước là anh chị có ngồi cửa thoát hiểm không? Bảo là đéo. Đau lưng lắm các bạn, đéo ngủ được đâu. iPod Pro á. Ờ cái này tôi mua ở cái đéo gì ấy nhỉ? Tôi mua cái đéo gì có 250 à các bạn. Nhưng mà đeo vào người ta cũng tưởng hàng thật đấy, trông hợp lý. Sao béo? Sao béo dạo này bị hip hop hóa các ông ạ? Ờ dạo này gặp nó trông buồn cười lắm. Các bạn bảo bé tí nhá. Ờ chúc mừng sinh nhật em, cảm ơn em nhiều. Dạo này gặp là lúc đéo nào tai cũng phải có một cái đéo gì trông như cái kiềng ở cổ ấy. Về sau tôi nhìn kỹ ra hóa ra là cái tai nghe các ông ạ. Thỉnh thoảng đéo thấy nghe bao giờ đâu. Ờ nhưng mà thỉnh thoảng kiểu đéo ai nói chuyện cùng hay là đứng buồn đấy biết làm gì lại bắt đầu đeo vào tai nghe lên xong rồi giả vờ kiểu trông dở hơi vậy đấy. Buồn cười là trông hip hop lắm. buổi chiều chiều bọn tôi bay đến cái check-in khách sạn, sau đấy nghỉ ngơi một tí tôi qua quán Mithy chơi và đéo biết nói gì nhỉ? Thế hôm đấy tôi bị quê vậy đấy, tôi bị kiểu tôi cảm thấy có lỗi vậy đấy, mà có lỗi đến cái mức mà sau khi từ quán của Thi về tôi bị bắt chip vậy luôn hả cậu? Trời ơi, tôi bị kiểu tâm lý tôi nó bị nặng nề vậy đấy luôn ấy. Trước hôm tôi vào trong Sài Gòn ấy thì các bạn có hỏi tôi là có qua quán Mithy không, thì tôi có nói với các bạn là chắc là tôi qua chơi một tí vào tầm khoảng 4 giờ chiều. Nhưng mà hôm đấy các bạn qua đông quá. Tôi thấy bảo là có bạn qua từ trưa cơ, xong rồi các bạn đứng ở đấy đông xong rồi là nó cũng nhiều vấn đề. Lúc ấy tôi qua thì tôi thấy đông nghìn nghìn thì tôi bảo thôi ăn cứt mẹ rồi. Nên lúc lên tôi cũng không quay được vlog gì cả tại vì đông quá. Xong rồi cũng không ngồi nói chuyện với cả Thi được. Nên là mấy anh em ngồi nói chuyện một tí, bọn tôi cũng tàu lượn luôn. Mệt vãi trưởng ra. Mà tự nhiên kiểu tôi cảm thấy tôi bị có lỗi ấy, biết thế là lần sau qua tôi nên là kiểu tôi cứ qua âm thầm thôi thì nó sẽ hợp lý hơn. Tự nhiên hôm đấy thành dở hơi rồi đấy. Đéo phải thành qua quán nó chơi nữa, nó thành cái đéo gì. Nó bị đông quá các bạn ạ. Ê, nhưng mà đồ ăn ở bên nó ngon phết. Đồ ăn nó có mấy cái đồ như kiểu đồ ngoài Bắc ấy. Với cả mấy cái nước uống của nó ăn được. Ừ. À, nó ở chỗ đéo là Sư Vạn Hạnh nhỉ, 400 bao nhiêu Sư Vạn Hạnh ấy. Các bạn lên các bạn gõ chữ mid menu này ra địa chỉ ngay. Được. Ăn vặt được, ăn thử đi. Xong rồi đéo biết làm gì cả. À, cái từ lúc qua nhà Mithy chơi là nó tầm 5 rưỡi hay là 6 giờ chiều ấy. À không, nó rơi vào tầm 5 giờ chiều thì bọn tôi bắt đầu về. Về chẳng lẽ về khách sạn ngủ. Đéo biết làm gì, thế là bọn tôi quyết định là đi vào Vincom ở quận nhất với cả là Sài Gòn Center cái gì nhỉ? Takashimaya ở trong Sài Gòn. Để bọn tôi qua ngồi đi mua sắm xem có cái đéo gì không. Nhưng mà thực ra là mấy cái trung tâm thương mại ở trong Sài Gòn với cả ngoài Hà Nội nó đéo khác gì nhau cả không ạ. Loanh quanh nó cũng chỉ đến thế. Thế là bọn tôi vào đây ngồi ăn kem. Có cái kem này ngon vậy đái luôn, tôi đéo biết nó gọi là kem gì. Nhưng mà ở đây nó là cái sô cô la không ạ? Ở đây nó là kem vani. Đấy. Tôi với cả thằng Nhím gọi với thằng Xuất ăn ngon vãi cả cứt luôn ạ. Hợp lý vậy đái. Ui. Tôi đéo biết là bao nhiêu lâu rồi tôi đéo gặp thằng Huy Huế, các ông có nhận ra đây là thằng Huy Huế không? Mẹ mặt nó to vãi lìn luôn, thằng ấy bây giờ có khi nặng phải 100 cân cơ mẹ rồi. Như con lợn vậy. Kinh khủng khiếp. Ngày xưa gặp nó vừa gầy vừa đen vừa bé. Bây giờ mẹ ở trung tâm thương mại nha, có khi nó lăn con mẹ phát mọi người phải tránh ra hết luôn ý. Cảm ơn Chí Tài nha các bạn nhiều. Trông béo vãi lìn luôn ý. Đéo tưởng tượng được. Nhìn này cái kính của nó sắp gãy con mẹ gọng rồi, tại vì cái mặt nó to quá ấy. À mà tôi nhận ra một điều nha, là ngồi ở cái chỗ này ăn kem ấy nó hợp lý với đấy. Các bạn nữ hay lên thang máy này, cứ lên thang máy liên tục vậy. Ua, trong có nhiều bạn nữ xinh xắn vậy đấy. Xong rồi bọn tôi đi nhậu. Đấy. À, tối hôm đấy tình cờ là sinh nhật của Quang luôn, đúng ngày luôn. Nên là bọn tôi ra quán ngồi nhậu. Các ông nhìn, thực ra là sinh nhật của Quang thật nhưng mà trông giống sinh nhật của tháng 7 vậy đấy. Ra ngồi nhậu say phết. Với cả gọi cả Piu với cả Hiếu Lợn ra luôn, lâu lắm rồi bọn tôi không gặp nhau. Mấy anh em nhậu trận tưng bừng luôn. Bô béo với cả thằng này thằng 7. Ừ. Má mệt vãi đái các ông ạ. Đâu có cái ảnh chụp chung thằng 7 đâu nhá. Đâu có cái ảnh chụp chung thằng 7 đâu nhá. Ờ.
có một cái ảnh thằng bảy mẹ nó đi hai vòng, nó hơi say rồi không ạ, nó đi hai vòng, nó qua nó vỗ vai tôi, thằng Piu với cả thằng xe me, bảo em đã bao giờ nói với cả các anh là em quý các anh vãi đái chưa, bảo ờ rồi ok rồi rồi ok biết rồi ừ ừ ok ok. Nó vừa mới đi về 2 phút sau nó lại cầm chén rượu ra, nó quay lại nó lại vỗ lưng bàng tôi, em đã nói với cả các anh là em quý các anh vãi đái chưa, mày vừa mới nói rồi bảy, đúng mà mày nói rồi, mày vừa nói xong cách đây 2 phút đấy, thôi để tao chụp lại cái ảnh, xong một tí nữa mày quay lại tao cho mày xem cái ảnh, thế là xong. Cái ảnh đấy nó ở đâu ấy nhở? À đây đây đây, cái ảnh này các ông, đây, đây cái ảnh này tôi phải chụp lại, tại vì nó say rồi các ông, nó cứ lượn đi lượn lại ấy, mệt đéo chịu được. Bọn tôi đang ngồi nhậu thì thấy có hai thằng fan hâm mộ nó đứng ở bên cạnh ấy, nó cứ đứng ở bên ngoài nó cứ nhìn ấy, xong rồi tôi nhận ra, mắt thì tôi hơi cận một tí nhưng mà tôi nhận ra đây là cái áo MC Gaming, nên là tôi gọi nó vào luôn đấy. Ngày đố các bạn nhận ra nó thằng nào ấy. Đấy, nhậu xong rồi bọn tôi đi về thôi, tại vì hôm sau cưới của Hiếu Lợn rồi nên là bọn tôi không có ý định là đi đâu cả, về nhà nghỉ ngơi luôn để ngày hôm sau còn uống rượu. À, chiều ngày hôm sau thì sáng mà tôi dậy lúc ấy tầm mấy giờ ấy nhở, hình như là tầm 3 giờ là bọn tôi đã dậy rồi, dậy sớm vậy đái luôn, đánh răng rửa mặt các kiểu xong rồi sang ăn sáng ở bánh mì Piu Piu. Lâu lắm rồi tôi không quay, hình như là từ khi mà bánh mì Piu Piu cơ sở 2 nó khai trương, đây là lần thứ 2 tôi quay lại chỗ này thì phải. Vợ tôi thì là một tín đồ của bánh mì không ạ, với cả là bánh mì Piu Piu bây giờ nó có thêm mấy cái món xôi nữa, ăn ngon vãi cả lìn nữa. Cái đợt mà tôi đi vào khai trương ấy, hình như là chỉ có tôi này, thằng Quang này với cả là Chip già vào thôi, cho nên là mấy anh em ở trong team chưa vào. Tôi muốn kéo hết cả team sang để ăn bánh mì luôn cho anh em trải nghiệm thử xem, với cả tôi cũng ngồi xem là cái bánh mì Piu Piu nó như thế nào. Ở trên cái tầng 2 ngày xưa nó là bàn ghế, nhưng mà bây giờ cho thêm cái bộ này gọi là bi lắc à, đúng không, ngồi chơi vui phết. Thực ra nó cũng hợp lý, tại vì cái quán bánh mì Piu Piu bây giờ người ta gọi ship về nhà nhiều nên là khách không đến ngồi đông đâu, nên là để cái bàn trên này nó vừa thoáng, nó vừa có chỗ chơi, ngồi chơi vui phết. Lúc bọn tôi đến đấy là tầm khoảng 4 giờ chiều, cưới của xe me là 6 giờ chiều tập trung. Thì qua đây chơi xong rồi tí nữa bọn tôi cùng nhau qua bên cưới thằng Hiếu luôn. Mà ở trong Sài Gòn ấy, mẹ ăn cưới nó đéo như Hà Nội không ạ, nó buồn cười lắm. Ở Hà Nội nhá, ví dụ như thiệp ghi khoảng 5 giờ đến ấy, thì 5 rưỡi người ta làm lễ mẹ rồi, ăn cho nó nhanh xong rồi đi về. Ở Sài Gòn người ta cứ đủng đỉnh 6 giờ đến xong còn đứng chán đi, đến 7 giờ bắt đầu mới vào trong, xong rồi ngồi bàn ngồi ghế các thứ, tầm 7:30 8 giờ người ta bắt đầu làm lễ, xong rồi ăn cứ túc tắc kiểu từng món lên một, các ông phải ăn hết món này xong người ta mới bê món khác lên ăn kiểu thế. Ngoài Hà Nội nhá, bầy con mẹ hết ở trên bàn rồi, bọc túi ni lông vào ngồi phát bóc ra, ăn đây bia rượu để đấy sẵn rồi, uống đây uống nhanh về đây, khác vãi đái luôn không ạ. Thằng ngày xưa vợ tôi ấy, cái hồi mà còn hay nuôi mèo ấy, tôi không hiểu lắm nhưng mà vợ tôi có những cái hành động giống con mèo. Bây giờ thằng Tùng nó cũng thích nuôi mèo, xong thỉnh thoảng nó cũng meo. Thì bây giờ tôi hôm trước tôi vừa gặp thằng bạn tôi, lâu lắm mà tôi không gặp thằng Piu, thì tôi mới nhận ra nó giống con tôm vãi lìn các ông ạ. Các ông nhìn thấy giống con tôm không? Đấy. Mà nó có mở clip khoe tôi là đấy, này tôm nhà tao này tươi không? Sống khỏe không? Nhảy cao không? Ừ, tôi bảo ừ công nhận mày. Đúng. Chủ nào tôi nấy, giống con tôm vậy đấy. Mà thằng này nhiều lông chân thật đấy. Trông tởm đéo chịu được thế. Đàn ông con trai đéo gì trông nó bị kinh ý. Nhiều đéo chịu sao nó không đi mẹ quát sinh như vi yêu lông hay là cái đéo gì. Ai các bạn thấy cái gì đâu ấy, đây là quần cá sấu ấy. Quần da cá sấu của Snake ấy mẹ, trông nóng vậy đấy. Nó mặc kiểu ủa trông thấy đôi giày vậy đấy nha các bạn. Các bạn biết cái da cá sấu mà người ta hay về đây phải làm ví làm vùng cái gì đúng không. Nó mặc cái kiểu nó bí đến cái mức thỉnh thoảng nó phải vào nhà vệ sinh nó cởi ra cho nó thoáng một lúc xong nó lại mặc lại mà. Trông buồn cười vậy đấy. Thằng này thì đéo giờ nó cạo râu rồi, đéo nó làm gì. À nhạc. Đây là thằng Nhạc. Cho các bạn thắc mắc chưa biết mặt Nhạc thì đây. Đấy là Nhạc đấy. Em tôi ngồi chơi đây một lúc xong rồi đi ra qua sảnh. Qua sảnh chỗ này ngồi ăn cưới thì... À đây. Thằng Bụt nó mặc vest này các ông thấy không. Thằng Bụt nó mặc vest đây này. Cái vest này là vest của tôi mượn thằng Bụt chứ đéo phải là của tôi mang đi. Tôi đéo mặc vest bao giờ cả. Còn có cả cái clip đâu nhỉ? Từ từ nhá. Tôi thấy có kênh này có cái clip. Đây. Bạn nào của kênh Vbiz này cho xem nhờ một cái nhá. Ơ kìa. Bạn nào của kênh Vbiz này cho xem nhờ cái nhá. Đừng oành gậy nhá, khổ thân tôi lắm. Đây này. Đấy. Tôi mượn của thằng Bụt để mặc xem như nào, tại tôi thấy cái vest của nó có vẻ đẹp đẹp, trông có vẻ nhiều tiền không ạ. Trông cũng quý sơ tộc mà nhỉ.
Nó có cả thế quả combo ví dài đéo gì đấy, ví mất 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 chino à hay là ví đéo gì đấy, nhưng mà trông cũng kiểu ra dáng hết các bạn, trông giống con nhà giàu phết đấy, sang chảnh về đấy luôn. Trông ra gì mà nhở, hôm nào tôi cũng làm bộ vest nhở. Đấy anh em tôi tập trung ở sảnh, sau đấy là đi thẳng vào bên trong thôi. Đừng đéo đứng lâu thế nhỉ. Có lợi. Ui cái váy này tôi đéo để ý đâu nhá, nhưng mà sáng nay tôi vừa đọc báo cái váy này nhiều tiền phết đấy các ông ạ. À. Đéo biết chính xác nó là bao nhiêu nhưng mà thấy chữ tỷ ở đằng sau dã man đấy. Nhưng mà thường thường là mấy cái váy này là đặt mua à, hay là đặt may nhỉ? Là để tôi hỏi thằng Hiếu Lợn xem. Tại vì những cái này chỉ sử dụng một lần thôi mà, nếu như mình có mua về thì mình để trong nhà kiểu gì nhỉ? Không, 28 tỷ á? Không, tôi đọc thích. Mỗi báo nói một giá. À, virus. Virus ngồi ăn. Ngồi giữa tôi với cả vợ tôi, bên kia là thằng Piu với cả là vợ là Piu. Khổ vậy đấy. Thằng nào nghĩ ra cái trò kiểu cầm thêm mấy cái hát tắc này nữa nhở? Ừ, trông như kiểu thế đeo nào nhở, như kiểu đi sự. Đây là Windy với cả người yêu đúng không? Đây. thằng nào ác vãi đái luôn, xếp đúng kiểu vai đất ngồi giữa mẹ mày hai đôi luôn đấy. Uầy, cái lúc mà thằng xe me với cả là xoài nó bước lên trên sân khấu để trao nhẫn các kiểu cho nhau phải không? Tôi quay ra tôi nhìn hai ông này đâu nhỉ? Có cái ảnh đâu nhỉ? Tôi quay ra tôi nhìn hai ông bạn tôi chán vãi lìn luôn thề. Đây. Chăm chú từng tí một, ông hiểu không? Nhìn từng tí một xem là sau này như thế nào, mình sẽ trải qua cảm giác đấy năm nào ấy, mình sẽ phải làm gì để rút kinh nghiệm, xem chăm chú lắm. Trời ơi, trông thương vãi cả đái ra ấy. Chú Hề Hiếu Lợn trông chán rồi đấy. Với một bộ suit rất lịch lãm và điển trai trong ngày hôm nay, một bó hoa trắng trong lòng bàn tay của mình, chắc chắn chào mọi người khi chúng ta đã sẵn sàng đón ngàn lọn em về chung một nhà chung tối ngày hôm nay rồi phải không ạ? Lọn ngay bây giờ hãy dành một tràng pháo tay thật lớn cho ngàn sắc lâu lên lòng nhận thức chung một tối ngày hôm nay, đó chính là cô dâu của chúng ta. Ôi, nhưng mà bộ ấy đẹp thật không ạ? Trông lung linh vậy này. Đẹp chưa? Trông như kiểu là búp bê. Và mọi người đang rất là thắc mắc ngày hôm nay cảm xúc của chú rể như thế nào khi đứng bên cạnh một cái dòng rất là lộng lẫy và chúng ta chờ đợi cái ngày này lâu. Hiểu Lợn trong bối rối về đấy thế. Có thêm rất nhiều niềm tin cho hai người còn đáng yêu của mình, đó chuyện sẽ được mang đến để chịu. Đây người ta uống rượu vang không ạ? Thề. Tôi bình thường mới đi đám cưới, nếu như mà đám cưới của người thân người quen tôi nhá, đéo giờ tôi uống rượu vang cả. Tại vì không phải cổ suý uống rượu bia đâu, nhưng mà tôi kiểu hôm nào mà vui tôi muốn uống rượu để cho nó say say đi, cho nó vui hẳn đi thì nó mới thích. Đây mẹ, về sau mãi về sau anh Hoàng, anh của Hiếu Lợn mới cầm ra chai Chivas 21 phải không nhỉ? À đâu, chai này chai whisky 21. Ui, ngồi để đây đéo thằng nào chịu mở à? Về sau tôi mở ra tôi cầm quả cốc đi, tôi khoắng phát ba bàn hết mẹ hai chai, vui vậy đấy.
Ấy, trông ngon vậy đái không? Bắt đầu tiên hỏi cái nha. Đi mắt khổ luôn à. Bắt đầu xin xỉn rồi đúng không? Nha, thôi hôm nay ngày vui của em mình mà. Cảm ơn đi mắt rất là nhiều, cảm ơn quá. Hôm ấy tôi nhớ là thằng Piu say vãi lìn ra. Nó say đến cái mức mà nó cứ chạy ra đây ngồi phát xong nó lại đi nôn. Xong tôi bảo là Nhật ơi chạy đi xem nó như nào đi. Bảo anh ơi anh đi xem giúp em cái em không vào được nhà vệ sinh nam. Uầy. Nó nôn mà tất cả cái bồn nhà người ta cơ mà các bạn. À thôi chết mẹ rồi, tôi có hứa với nó là tôi sẽ không kể trên stream. Chết mẹ rồi, nhưng mà không, hôm nay nó say vãi lìn luôn đấy. Xong rồi lại đến ông virus. Uầy. Ông virus thì ăn uống kiểu quý tộc vãi lìn luôn. Đây, bạn virus của tôi đây. Ở Sài Gòn ấy, người ta cứ ăn theo kiểu là ăn một món, sau đấy là hết món đấy rồi một lúc ngồi ế mồm ra, xong rồi người ta lại mang lên một món nữa, xong rồi ăn, xong lại ngồi ế mồm ra đợi món nữa. Bạn virus ăn như con mèo ấy. Đâu có clip bạn virus ăn đâu nhỉ. Tôi chết mẹ rồi, tôi chưa cóp vào rồi. Tôi để điện thoại mẹ rồi. Bạn ăn đéo gì mẹ, người ta lên đến món thứ ba mẹ rồi, bạn vẫn còn đang ngồi ăn con tôm ở món đầu tiên ạ. Khổ đéo chịu được. Đây á, 10 phát tập đặc biệt tộc trưởng độ Misi và những sự thật thú vị đây á. Bây giờ xem được chưa nhở, nó mới up được có 3 tiếng trước à. Bây giờ ngồi xem luôn có hơi vô duyên không nhở, chắc là không sao đâu nhở. Ờ, thì mình không phải trả lời. Thế để trả lời trước nhá. Dạ, trước khi anh nói trước đó. Là hồi xưa anh Lộ bảo chị là mối tình thứ hai của anh Lộ. Chắc cũng phải phẩm. Anh Độ cầu hôn chị Trang như thế nào? Tao không có cầu hôn. Yêu nhau còn cưới nhau xong. Nhưng mà ông cũng phải nói là yêu người anh nhé hay gì? Không, cháu được. Ngày xưa làm học cưới anh nhé đâu nhở? Này, ngày xưa làm đéo cầu hôn nhở không? Đúng không? Làm đéo cầu hôn nhở? Cầu hôn chỉ có các bạn trẻ kiểu lứa mới bây giờ, lứa kiểu 9X, 9X gì hay là cái hồi 8X bọn tôi mà thằng nào nhà giàu ấy thì mới nghĩ đến cái chuyện mà nó hơi bị tây hóa một tí gọi là cầu hôn. Ngày xưa lấy mẹ gì đâu gọi là cầu hôn. Yêu nhau xong bảo em ơi cưới nhau mẹ luôn đi cho nó nhanh, thế là xong. Đéo có chuyện. Có á? Không. Thế thì có thể là tại vì trên Cao Bằng của tôi khác, trên quê dân tộc của tôi khác. Chứ còn với tôi cái cầu hôn, cái hồi mà vợ chồng tôi mới cưới nhau ấy, nó làm cái gì đấy với tôi nó xa lạ lắm cơ không ạ? Không có. Thế tính như thế. Đúng rồi, anh nhớ là có một thời gian là vợ anh cứ cà anh là anh ơi cho anh cầu hôn em đi, anh cầu hôn em đi. Anh nhớ, anh hai đứa con lớn rồi. Em không bao giờ quên điểm đấy, chỉ bảo là ôi anh ơi bảo anh cầu hôn nhau không thích không này. Chờ thì tinh tế đúng không? Nhưng mà người đàn ông phải cố tình không thể ra, thế là tỏ ra một cách cố thiện. Mà cậu không làm gì kiểu gì để cưới nhau, trời ơi. Kiểu gì cưới nhau mà đấy là một cái kỷ niệm của người ta. Mà cái lứa của bọn anh nó khác, cách đây 4-5 năm rồi, đã đâu 5-6 năm rồi. Lý do có em có chấp nhận thì em không chấp nhận. Tôi là một người đàn ông kiểu đéo biết tôi có phải là thằng đàn ông khô khan không ấy. Ừ, tôi đéo biết mấy cái hành động làm sao để cho nó lãng mạn hay là cái trình tự của mấy cái hành động quen nhau, yêu nhau, tặng quà cho nhau, cầu hôn nhau, xong rồi mới làm lễ, xong rồi là cưới nhau. Cái đéo thì tôi đéo biết. Ờ, yêu nhau, cưới nhau, thế là xong. Anh không phải là người đàn ông kiểu nó gọi là nó như nào nhỉ, nó lãng mạn hơn rồi. Nó lãng mạn cầu kỳ. Ừ, anh không phải người đàn ông kiểu thế. Được yêu những cái thằng lãng mạn này ạ. Anh nói thằng đang cầm máy quay rồi. Người đàn ông khô khan kiểu như anh ấy. Còn cảm ơn. Lần đầu tiên gặp anh Độ, chị Trang cảm thấy anh Độ là người như thế nào mà lại quyết định tiến tới một mối quan hệ? Lần đầu hai ông bà quen nhau Zalo đúng không? Ừ, quen nhau Zalo. Không phải hai ông bà quen nhau Zalo mà chị Trang tán anh qua Zalo. Anh nói là chuẩn. Nhưng mà sao nhìn thấy avatar người ta để dài hay gì? Không, trông thật. Đấy, để anh nói đó, hồi đấy anh tập. Không, nhưng mà hồi đấy anh làm gì có tập gym đâu. Anh có đang sợ mùi có. Vấn đề là em không thích kiểu xô thịt thế đâu. Anh không xô thịt, anh tập kiểu đẹp. À, lại lừa, bà kêu mà không thích xô thịt rồi bà tán người ta. Nhưng mà nhìn mặt đẹp trai thôi, không phải đâu. Thế không phải lỗi tại anh rồi. Thế thì cái điểm ưu điểm duy nhất của anh Độ là nhìn mặt đẹp trai các bạn ạ. Không, đấy không phải lỗi của anh, lỗi mẹ Lý rồi. Mẹ Lý đẹp trai quá. Điểm gì mà chị Trang muốn anh Độ phải thay đổi nhất? Em thì thích ở chị, em thích ở anh Độ.
điều gì là chị Trang muốn anh Độ thay đổi nhất ở quận chẳng hạn? Ôi, tao ở rạch ngoài đài luôn à. Chị đừng mơ thích mua chúng bạn nữa. Này, từ khi đổi sang nhà mới anh không mua chúng bạn nữa. Này, tôi bỏ được cái tật bôi cất mũi xuống bàn rồi đấy. Hình như bây giờ tôi đéo còn một cái khuyết điểm gì đâu các ông ạ. Tôi 10 điểm mẹ rồi. Tôi hoàn hảo vãi đái luôn ý, thật. Từ lúc mà tôi chuyển sang cái phòng mới này, tôi ý thức được luôn nha, là cái tật bôi cất mũi xuống gầm bàn nó sẽ hủy hoại sự nghiệp của mình. Người ta sẽ nhai đi nhai lại rất là nhiều. Và sau này sẽ có một cái đơn vị truyền thông nào rất là bự, nó sẽ đến nhà mình để nó rình rình quay gầm bàn mình. Xong rồi sẽ giật tít le lên là ở streamer Độ Misi ở bẩn vãi đái, suốt cái bôi cứt mũi quanh nhà các kiểu, là thôi sự nghiệp của tôi đi tong luôn các bạn. Anh bôi trên ghế. Anh bôi ở lưỡi. Anh bôi ở lưỡi. Chủ tiêu. Thật ra thì có mấy cái các bạn rồi. Chỉ có mỗi cái thì kiểu cáu bẩn. Cáu bẩn? Kêu là cáu bẩn. Người ta cáu sạch vãi đái luôn. Cáu bẩn phải là cáu đéo có một cái lý do gì mới gọi là cáu bẩn không? Ông hiểu cái kiểu đấy không? Còn tôi là cáu có lý do. Đấy, thỉnh thoảng là vợ tôi bừa bộn quá là tôi sẽ hơi hậm hực một tí. Đấy, thỉnh thoảng là tôi bị đói quá là thì tất nhiên là đói quá thì thằng đéo nó chẳng cáu đúng không? Thỉnh thoảng là tôi đang đi qua nhà nhưng mà chân tôi lại sút con mẹ vào cái bàn đau vãi đái, tôi sẽ bị cáu. Đấy, ví dụ thế. Đấy, người ta gọi là cáu sạch. Cáu bẩn phải là tự nhiên đéo có lý do gì cả. Tự nhiên trời mẹ đang nắng đẹp, tự nhiên mưa to. Cáu chứ nhờ, sao thời tiết lại như này nhỉ? Đấy mới gọi là cáu bẩn các ông nhá. Phân biệt phải rõ ràng. À, có mà lúc đó hôm trước em làm người vay được thằng cô, em hỏi mày, anh Độ cái gì nhất? Nó kêu là anh Độ lúc nói hay cáu bẩn, hay chửi. Không kiểu, không làm gì chửi á. Không phải ghét mà gọi là sợ nhất là cái lúc mà anh Độ mà đói ấy. Độ cọc lắm. Tại sao anh lại xấu tính như thế? Xưa đúng không? Thế mày tin chúng nói là mày tin anh. Em tin chúng nó. Anh không chửi, sao anh chỉ hơi kiểu cọc cọc thôi, trong mặt kiểu cọc cọc thôi. Thôi là chị có ơi. Thôi người ta đã không nhớ ra như thế. Ô, thế đéo nào quay lên clip mình hay mặc cái quần này thế nhở? Đang mặc cái quần này này các bạn. Quần này sập xoay 150 ở Kim Liên này. Thế anh Độ muốn chị Trang thay đổi đi không? Anh không. Không. Thì hai anh chị có thêm nhân vật, có dự định là sẽ có thêm nhân vật thứ ba trong gia đình không? Ô kìa, khéo thế. 100% hàng thật đăng ký với Bộ Y tế. Yên tâm mua hàng thật, thật là social la. Anh, quan điểm của anh là đẻ hay không là do vợ anh, không phải hỏi vợ anh. Quan điểm chị đẻ không là do chồng chị. Chắc là có nhưng mà thực ra anh bảo là anh rồi là nếu mà đẻ cũng được, mà đẻ nhiều quá nó bị mất thời gian anh nhá. Ví dụ với thằng Tùng nhá, 3 tuổi bắt đầu thì nó nhàn nhàn đấy, xong rồi lại ra hàng ngày xong rồi lại cắm mặt vào bỉm sữa. 3 tuổi, xong 3-4 tuổi là trên đứa nữa, thế chứ đẻ mãi à? Cứ chu kỳ đẻ một đứa phải 3-4 năm thì nó mới thôi nhỉ. Thế là ông ấy tốt hơn. Ai là người quản lý tài chính cho gia đình? Ở nhà anh thì tức là hai vợ chồng đều có việc riêng ấy, cho nên là tài chính thì cứ vứt ở đấy, nó vứt chung ở đấy thôi, dùng gì thì cứ dùng. Ồ, trả quản lý rồi. Mà phải có một người để đi là biết là hôm nay chi bao nhiêu, hôm nay không bao nhiêu, không có ai. Đây, để tôi giải thích như này, nhà tôi là như này nhá, là tôi cũng kiếm, vợ tôi cũng kiếm đúng không? Thì hai vợ chồng đều có khoản thu nhập riêng nên là cũng không hỏi gì về nhau cả. Nhưng mà những cái chuyện lớn ở trong nhà, ví dụ như là mua đất này, mua nhà này, mua xe này các thứ thì hầu hết là sẽ các anh quốc nhá, là sẽ là tôi. Đấy, ví dụ như mình là đàn ông thì mình sẽ lo những chuyện lớn trong nhà, tiền điện, tiền nước, tiền linh tai linh tinh các thứ. Đấy, còn vợ tôi thì vợ tôi đéo lo tiền gì sao tôi không nhớ lắm, nhưng mà nó kiểu thế. Nhưng mà vợ chồng tôi không đặt nặng cái vấn đề đó lắm, tức là từ ngày xưa đến bây giờ rồi là tiền nong ai kiếm được thì đấy cứ giữ mà tiêu, xong rồi lúc thiếu cái gì rồi em cho anh tí để anh đóng mua này đây, anh mua này đây. Đấy, vợ chồng tôi sẽ là như thế, hiểu không? Hơi khó giải thích, cảm ơn công Nguyễn nha, nhưng mà kiểu nó sẽ như thế. Nhà anh không sống theo kiểu
Từ ngày xưa lúc mới cưới nhau đã thế rồi. Mà mới lấy còn đi làm văn phòng ấy. Là tháng nào kêu hết hợp đấy mà chứ không để lại thế nào cả. Dạ, bây giờ rơi vào cái tầm là tiền không để đấy được đấy. May mới tiền nó còn để trong kho đấy thì làm cái đấy. Nó phải sời lời một tí. Tức là mình làm được bao nhiêu thì tất nhiên là mình phải để lại một tí thôi. Đủ để backup là được rồi, còn lại thì không hề một tí đâu. Không, không thì anh nói là từ ngày xưa đến bây giờ, còn bây giờ thì có để ra thì cứ để đấy thôi, cả hai vợ chồng để chung để đấy thôi. Sau này ước gì mình kiếm được một thằng chồng nó lại vứt tiền vào trong cái xong rồi vợ chỉ việc tiêu thôi, không phải suy nghĩ gì cả đấy. Thế nhờ em ơi thề luôn đi, nó sẽ gọi là trang đi trang. Vợ tôi đéo biết nấu ăn. Ước gì không em phải nên là người đàn ông biết nấu ăn, phải tỉ mỉ và cẩn thận. Mà người đàn ông biết nấu ăn em cảm giác lại là một cái người đàn ông dễ tính. Ôi em nhầm rồi, nấu ăn nó là môn. Thế là anh khó tính. Thế là anh khó tính, đúng không? Không phải khó tính mà là kỹ tính. Kỹ tính là khó tính. Tính là khó tính. Khó tính. Không, kỹ tính khó tính khác nhau. Chịu đâu, đúng không? Kiếm khó tính cũng chịu đâu. Không, anh khảo sát rồi ở trên tay chat của anh là xong rồi lúc của anh nha. Anh khảo sát rồi là anh, mọi người đều bảo là anh rất là dễ tính và kiểu thân thiện đó. Đúng mà. Phụ nữ toàn dùng từ sai đấy, những loại từ cáu bẩn với cả cáu sạch còn không phân biệt thì làm sao phân biệt được kỹ tính với cả khó tính nhỉ? Bây giờ phải ở với chị Trang, nó là cô cùng đồng, là anh được khó tính, được khó tính mà, đó, được khó tính mà. Mọi người không ở, mọi người không biết không, cả sức của anh Độ khi mà chị Trang vào phòng đẻ như thế nào, lúc chị Trang đi đẻ em bé, lần đầu tiên nhá, sợ lắm, sợ, chả biết nhà nhưng mà sau này mày phải, nhưng mà em biết cảm giác sợ như thế nào. Sợ cái gì nhất? Sợ mình vợ mình đau. Chị cảm giác sợ mẹ sợ. Chị để thừa. Nhưng mà đau thật, để thừa đau. Đau mà. Mẹ ấy bảo là chị vẫn đôi lưng nhá. Mà đúng rồi, nên vẫn đôi lưng nhá. Lúc mà chưa đi đẻ ai cũng nói là đau, nhưng mà đến lúc đẻ mới biết được cái cảm giác đấy đúng không? Mà vợ anh bay là đẻ nhanh nhá. Con cu bạn em á, con Nguyên á. Tập gym có được nha, khỏe mạnh, rất là khỏe mạnh luôn mà. Nâng tạ kiểu hai mấy ba mấy cân ấy. Xong kêu là có dù có chuyện gì ra tao cũng phải để thường, kiểu mấy tập để thường á, để cho để thường nó tốt. Đúng xong rồi đến lúc vào vẫn không chịu. Phải mổ à? Bà kể như kiểu người ta đẻ thường ấy, xong rồi vào lại đẻ mổ. Đau quá. Đau quá. Đẻ được mà tuy được thương hợp đấy. Nó tùy cơ địa nữa. Món quà đầu tiên mà anh chị tặng nhau là gì? Anh cảm ơn anh chắc không ca. Đặt đâu? Đi mua cái tay luôn. Không, điện. Mời quên. Cái đấy là gì tính không á? Tính là quà thì phải tính là cái nồ. Anh không nhớ, anh nhớ. Không, bây giờ là anh, bây giờ anh thử nói đi. Bây giờ là chị đang không nhớ gì, chẳng anh đổ cái gì. Tức là chị nhớ anh không, và anh nhớ gì. À, anh nhớ rồi. Cái gì? Ơ, anh tặng em không á? Anh tặng em chị Trang tặng anh. Không, cái này không phải tặng. Tôi thấy kiểu bình thường chồng mà hay đi công tác xong rồi là đi kiểu ở xa, nói chung là đi đâu xa xa về ấy, hay mua quà cho con hay mua quà cho vợ các thứ, mà tôi đéo mua bao giờ cả. Ở cái này tâm sự thật với cả các ông nhá, tôi đéo mua bao giờ cả. Mà từ những lần đầu tiên, tại tôi đéo mua rồi nên là cái việc mà tôi đéo mua đến tận thời điểm bây giờ nó trở thành một cái thói quen và tôi coi đấy là một điều bình thường ấy. Thì tôi không biết được là cái đấy nó có bình thường hay không, hay là tôi khô khan thật. Ờ, thực sự là như thế luôn ấy. Không, nhưng mà mua những cái kiểu ví dụ như là sau này mua điện thoại các thứ thì mấy cái đấy tôi vẫn mua, không có dịp gì cả. Chỉ thỉnh thoảng nó ra điện thoại mới là cái gì đấy thì tôi vẫn mua, nhưng mà ý tôi là ví dụ đi chơi ấy, sinh nhật xong các thứ thì tôi vẫn mua bình thường. Nhưng ý tôi là có dịp thì vẫn mua đúng không? Cái dịp nào mà lễ lết cái kiểu thì vẫn mua bình thường. Nhưng mà kiểu có cần đến cái mức là cứ lần nào đi chơi xa hay là như thế nào đấy mình sẽ mua quà về tặng vợ không? Nào.
Không đâu đúng không? Khô vãi lìn. Tôi thấy bình thường mà nhỉ. Thế ví dụ một tháng là tôi đi đâu đấy khoảng 5-6 lần thì tôi phải mua 5-6 lần quà. Ví dụ thế, khó thế nhỉ? Anh tặng anh đầu tiên là chai nước hoa. Không, sợ chai nước hoa. Thế yêu đương kiểu gì mà. Thực ra chị nhớ đồ chị tặng anh ấy tặng chị là cái gì. Anh tặng chị cái gì, nên là anh tặng chị cái gì. Anh không nhớ. Tại vì anh ít khi tặng quà làm sao á. Nhưng mà thấy ít khi tặng thì mình nhớ, chứ người ta tặng nhiều quá người ta mình không nhớ. Ừ, đúng không? Đúng không? Tự nhiên người tặng ít thật thì không nhớ. Chả để tí tâm cũng biết là bây giờ chị Trang và anh đội tặng chị Trang mình. Hình như là tối tiên anh tặng em con báo hồng. Ừ. Ờ, hình như con báo hồng như thế nào đấy. Tại vì không biết con báo hồng không? Tại vì không, em biết em là trong Facebook của nhất kỷ niệm. Mày biết hôm trước sinh nhật anh, chị mày tặng cái gì không? Tặng một quả dưa vàng. Mày đi chợ chắc quả dưa vàng mày em tặng sinh nhật anh. Sinh nhật chồng đi mua quả dưa vàng về tặng ạ. À. Vãi cả trường. Là sinh nhật chị sắp tới đây anh tặng một cân táo. Nhưng mà chị không hề thích ăn táo. Đó, Phương Đông nha. Thế là không đúng. Chị thấy là anh không được nhá. Không được nhá. Gia đình được rồi. Sau này anh nổ định cho hai đứa này nấu nhiệt là chưa. À, đứa mà lớn rồi, đứa thích làm kiểu gì thì nó làm thôi, có gì đâu. Cũng nếu mà mình cảm thấy nghề này ok thì mình hướng cho nó cũng được. Ừ, mình sẽ hướng thôi, nhưng mà để xem nó có làm được không, như thằng Tùng là có khả năng làm được này. Nó nhiều biểu cảm, nhiều cảm xúc. Còn thằng này thì có vẻ là sẽ đi theo hướng kinh doanh thì nó sẽ hợp lý hơn. Kinh doanh, kinh doanh. Nó đang kiểu chưa biết gì. Nhưng mà kiểu nuôi nó hàng ngày ấy, mình biết cái kiểu tính nó mà. Tại vì tôi là đứa con thứ hai rồi ấy, nên là thằng Tùng thì ngày xưa không biết đâu. Nhưng mà đến khi thằng Cáo ấy, mình sẽ có một sự so sánh với thằng Tùng cùng với cái lứa tuổi như này. Thì ngày xưa thằng Tùng nó như thế nào, thằng này nó như thế nào. Thằng Cáo này mặt nó trông thế khó tính, nó kỹ tính vãi đái luôn. Sau này nó lớn lên có khi á, mẹ nó còn khó tính hơn cả ông già nó. Thật với cả các bạn luôn. Còn thằng Tùng là kiểu, nó kiểu nó sởi lời ấy. Cái gì cũng được, cái gì cũng ok. Mà mặt mũi của nó thì nó nhiều cảm xúc lắm. Nó nhiều biểu cảm và nó thích khám phá mọi thứ xung quanh hơn. Ờ đấy, kiểu kiểu như thế. Thằng Cáo này á, nó chỉ thích xem thời sự thôi các bạn ạ. Cứ đến giờ bật thời sự lên là ngồi háo mồm xem. Tùng là anh sẽ kiểu phản bác là nhanh nhạy hơn. Giữa hai anh thì ai là người hay ghen nhất? Chẳng có cái gì để có cái này. Không bao giờ ghen từ hồi yêu nhau, tôi không bao giờ ghen. Đi yêu. Chuẩn bị nói chị cha này. Chuẩn bị nói chị cha này. Cái này cũng không có gì đâu. Ờ, chẳng có gì. Chưa bao giờ cãi nhau vì một người chúng ta không chưa. Chả bao giờ. Thực ra anh bận bỏ mẹ nhưng suốt ngày anh kiểu làm việc xong rồi anh đi làm xong lại về. Không, bởi vì là anh cũng làm việc ở nhà. Không, anh làm việc ở nhà. Không có gì đâu. Không có gọi là suy nghĩ gì về một vấn đề khác. Xong rồi đi chơi thì còn đi chơi với tin. Giữ hình ảnh mấy thằng em chứ đúng không? Thực ra nhá, bây giờ nếu như là nói bây giờ có đi chơi lăng nhăng ở ngoài như thế người ta biết ngay à? Đúng, vậy đấy. Bánh số lai mới thêm 35% trứng tươi cho bánh thêm mềm. Số lai mới mềm dẻo nuôi dưỡng yêu thương. Không phải đâu, không phải đâu. Cái báo việc bây giờ anh bảo nhá, có đi khách sạn này, cứ thế đi vứt cái chứng minh nhân dân đấy. À, thằng đội chụp con mẹ ra, đọc lên mạng thôi, chỉ được đi xuống. Anh đội là mối tình thứ mấy của chị Trang và ngược lại. Không đọc mà khẩu quán của mình bỏ qua rồi mà. Không, anh không trả lời. Thế để anh trả lời trước nhá. Dạ, trước khi anh nói trước được không? Là hồi xưa anh đội bảo chị là mối tình thứ hai của anh đội. Đấy, đợi anh trả lời đi. Lúc đấy là tôi bị nhịu mồm, đúng là mối tình thứ ba. Trời ơi, vợ tôi. Trời ơi, dài thế. Ba. Ba. Nhưng mà mình còn tình. Tại vì ở trên quê tôi các bạn, nhiều khi học toán nó cũng không đến nơi đến chốn, nên nhiều khi mình hay bị nhầm số 2 với số 3. Vợ tôi cứ đay nghiến mãi cái chuyện đấy. Kiểu group xong rồi tính hiểu không? Tôi không nhớ rõ lắm. Tình thoảng mấy năm sau tôi mới nhớ lại được thêm. Chỉ nhớ tôi không được tốt cho lắm. Quan hệ hiếp sức. Chắc cũng phải vợ tôi thì ngày xưa chiến lắm các bạn. Vợ tôi ngày xưa hay kiểu chơi bời các thứ. Không phải chơi bời theo kiểu ấy mà quan hệ rộng hơn tôi. Kiểu như thế. Tôi thì quan hệ hẹp hơn. Không nên đứng ngồi đi.
Ok, sâu đậm nhá, sâu đậm. Muốn bao nhiêu sâu đậm đấy? Ok, 4 rưỡi. 4 rưỡi, ok, 4 rưỡi. Không thì là 6-7 các bạn ạ. Anh thì từ ngày xưa khi mà anh bắt đầu làm đã xây dựng lên một cái hệ sinh thái của cá nhân anh. Vừa tham gia được giải đấu, vừa là các KOL, vừa là các kiểu influencer sẽ chơi chung với nhau. Và anh phát triển mọi người theo cái hướng để có thể tương tác được với nhau trên buổi stream và thành cái một cộng đồng nhỏ để chơi được với nhau ấy. Nhưng mà từ đầu anh đã nghĩ là đến một cái mô hình chuyên nghiệp như này chưa, hay anh chỉ được nghĩ đơn giản kéo mấy đứa từ ngày xưa anh đã nghĩ như thế rồi, và anh xây dựng từ ngày xưa cũng là bây giờ kế hoạch các thứ đang hoàn luôn, và bây giờ là anh nghĩ là nó là thành cái thương hiệu mà anh nghĩ là nó thành công rồi, nó là để rồi ông ơi, ông còn kiểu khiêm tốn à. Bây giờ cá nhân thì nó vẫn là coi như là một cái gia đình thôi, và cái gia đình chơi với nhau thì thứ nhất là về mặt tình cảm nó như thế, thứ hai về mặt công việc thì nó vẫn là một cái gì đấy là của cá nhân anh với cả mọi người để xây dựng, để sau này thành một cái thương hiệu. Anh sau này anh còn định mở một cái công ty để khi mà anh về già là cái định nghĩa của gia đình của anh là như nào? Gia đình là không thay đổi nha, gia đình là có bao nhiêu người là người đấy người, nhưng mà ví dụ như anh tuyển người vào hoặc là người này đi người kia đi nó sẽ có những thành viên chủ chốt là những thành viên từ đời đầu, bây giờ hiện tại vẫn đang là mô hình gia đình, nhưng mà sau này phát triển thành mô hình công ty là lúc ấy sẽ mở công ty ra, mở mới tuyển nhân sự vào. Em không sao hết hợp đồng với Fenery thì anh phải già anh hết thời, anh không làm nữa thì thôi lưu lần sau ấy. Nhưng mà ý định của anh là như thế thôi, nhưng mà anh chả biết được khi nào mà anh không làm nữa, anh có muốn làm nữa hay không. Tại vì nếu như anh cứ làm hết cái này cái khác thì chắc chắn rồi anh dừng lại. Nhưng mà anh có ví dụ như người ta hay có một cái mốc là đủ được ạ, thì anh đối với anh khi nào là anh chắc là khoảng 38 năm nữa là được. Thế đâu lúc nãy ông đéo nào ngồi spam kêu 3 năm nữa đâu. Vẫn 70 á. Làm đến năm 70 tuổi thôi. Nhá. Lâu thế. Thế thì ví dụ như phải có một cái thời gian mà kiểu hai vợ chồng già rồi nuôi về, xong rồi chỉ ăn nghỉ dưỡng thôi. 70 là già ấy, đâu đây 70 là già. 70 là quá già quá rồi, là làm sao mà đủ sức khỏe để đi đây đi đó nữa. Tại em lỡ một mình rồi các bạn, thế rồi đây. Nhưng mà nghỉ là lùi về xong bắt đầu tuyển không, xong mình đã nghỉ rồi, nghỉ là bỏ hẳn, bỏ hẳn, bỏ hết tất cả, chơi chán nó quay lại không hay là bỏ hẳn luôn? Là bỏ hẳn. Không, trong cái quá trình mình chơi mình vẫn làm, nhưng mà làm theo kiểu người thì khoảng như là vlog hay là như thế đó, còn post lên chứ mình không hứa các bạn là ví dụ một tuần mình sẽ post một cái vlog, một tháng hay thì cả năm post một cái vlog cũng được. Thế thì đến lúc này công việc chính của anh thế là gì? Làm YouTuber. YouTuber. Đúng không? Vlogger. Nếu như mà chia một quãng thời gian khoảng 4 năm để đi cày tiền, sau đấy em về em sẽ tham gia thêm. Thì em cày thật nhanh và trong vòng khoảng 10 năm chẳng hạn, sau đấy đủ tiền đấy em đi đầu tư vào đất đai, đầu tư vào ngân hàng, sau đấy là em sẽ lấy tiền đấy để em đi chơi. Đấy. Nhưng mà em chọn như nào thì tùy em. Nhưng mà cái 10 năm đấy của anh là đánh đổi sức khỏe. Liệu rằng đấy khi cái vừa xong 10 năm đấy có sức khỏe để đi chơi không? Bây giờ giống như là ở bên Mỹ rồi á, cứ thượng đêm thượng ngày á, kéo thế thì rồi khám cho các đấy. Nhưng mà phải đi khám, hay phải đi khám rồi ạ? Người ta phải có kiểu khám định kỳ các thứ á, khám định kỳ đào với bệnh đấy. Tôi bảo mấy ông rồi. Thôi các bạn ơi, clip dài rồi, đến đây là hết phần 3. À, tự nhiên nói lại cái vấn đề này thấy thế nào ấy nhỉ? Mấy ngày hôm nay tôi đi nhiều, tôi cũng ngồi nghĩ là có khi là mình làm phim mãi như này nó cũng không ổn. Làm mãi nó cũng chả đi đến đâu cả. Kiểu không còn sức để làm như ngày xưa nữa ấy. Nếu như mà bây giờ mình cứ đi mà một tuần chỉ có 1-2 buổi live stream thôi thì mình sẽ có nhiều chuyện để kể, mình phải đi ra ngoài nhiều vào. Khoảng 2 tháng vừa rồi, tôi không nói cái đợt vừa rồi nhé, cái đợt vừa rồi là tôi đi nhiều. Còn khoảng 2 tháng vừa rồi là tôi đéo biết giải thích cho các bạn như nào, nhưng mà tôi bị cái bộ não của tôi nó bị tù túng, nó đéo nghĩ được một cái gì cả. Và bản thân tôi cũng cảm thấy lười ấy, tôi cũng đéo muốn làm cái gì cả.
đôi khi tôi đến giờ tôi lên stream ở tầm 10 giờ là tôi bắt đầu ngồi vào máy, là tôi nghĩ 15 phút nữa để mình nghĩ xem là tối nay mình sẽ nói chuyện gì, tối nay mình sẽ chơi game gì, tối nay mình sẽ làm cái đéo gì cho đến 3 giờ sáng. Và nó đéo phải một ngày đâu các bạn, nó là một cái chuỗi lặp đi lặp lại trong vòng đâu đấy khoảng một tháng trời như thế, khiến cho cái tâm lý tôi nó bị nặng nề vãi lìn luôn ấy. Xong mấy hôm rồi tôi đi tôi mới nghĩ là tại vì mình ở nhà nhiều quá, mình đéo chịu ra ngoài. Nếu như mà cái cuộc sống của mình có loanh quanh mãi ở trong một căn phòng ấy thì câu chuyện nó cũng chỉ ở trong căn phòng này mà thôi, đúng không? Nếu như mình đi ra ngoài, mình gặp nhiều người, mình đi chơi, mình biết được, mình nói chuyện với nhiều người, mình có thêm những cái câu chuyện mới thì về mình mới có chuyện để kể. Đấy, cái nghề nó là như thế, hợp lý mà. Thì có thể là mấy năm tới thì mình vẫn sẽ làm như này, cũng sẽ lại có một quãng thời gian tôi bị lặp lại cái câu chuyện cũ, là tôi sẽ đéo biết nói gì, đéo biết làm gì, đéo biết chơi gì. Cái thời gian này là cái thời gian đéo có game mà chơi luôn này, nói thật với cả các bạn, ít game vãi cả đái ra. Nhưng mà rồi mình sẽ qua, xong mình lại đến một cái đợt mình đi rất là nhiều, xong về mình lại đi mãi một con muỗi, tôi xin lỗi các bạn nhé. Xong về mình lại có chuyện kể, xong loanh quanh nó như thế. Nhưng mà nó sẽ đéo thể mãi như này được, chắc là mình phải thay đổi à. Thay đổi thì nãy tôi cũng có nói rồi, chắc là sau này sẽ có một cái thời gian nào đấy tôi sẽ làm clip, làm YouTube. Xong rồi tôi chỉ live vào thứ bảy hoặc chủ nhật thôi. Xong rồi hàng cả tuần đấy tôi sẽ đi ngồi chơi, xong tôi ngồi edit video thì nó sẽ hợp lý hơn đấy. Cảm ơn Duy nhá, cảm ơn Hiếu, cảm ơn Phương Đông nhá, cảm ơn bạn nhiều. Để nói qua thế thôi, chứ còn sau này rồi tính cái gì đâu, đéo ai nói trước được đúng không? Trông thế chứ 1-2 năm mọi thứ nó thay đổi nhiều lắm các bạn. Như cá nhân tôi thấy trong một năm vừa rồi tôi thay đổi vãi đái luôn, thay đổi nhiều vãi cứt, khác mẹ luôn. Có nhiều thứ mình đéo tính toán được,